Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Cô so găng giữa Chùa Ba Vàng và Bộ Tài Chính Ngày 31 tháng 7 báo người Việt có bài Chùa Ba Vàng chỉ báo cáo một phần nhỏ tiền cúng dường Bài báo cho rằng Chùa Ba Vàng chỉ báo cáo cho tỉnh Quảng Ninh một phần nhỏ tiền công đức thu được hơn một tháng thay vì hơn một năm Báo người Việt dẫn trang mạng của Chùa Ba Vàng vào ngày 28 tháng 7 đăng ảnh báo cáo mà nhà chùa gửi cho Ủy ban Nhân dân thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh, kê khai số tiền công đức nhà chùa đã nhận được từ bá tánh cúng dường và cho biết đã sử dụng ra sao. Hình ảnh bài trên báo Người Việt. Bản báo cáo này được công bố sau mấy ngày nhà cầm quyền ở Trung ương và tỉnh Quảng Ninh gây áp lực đối với Đại Đức Thích Trúc Thái Minh, trụ trì chùa Ba Vàng, phải báo cáo định kỳ về các khoản chi thu của nhà chùa. Báo Người Việt cho biết sự thích rút Thái Minh dẫn những thông tư, quyết định của Bộ Tài chính về quản lý tiền công đức để chỉ báo cáo số tiền công đức thu được hơn một tháng, tức là từ ngày 19 tháng 3 là ngày bản thông tư có hiệu lực đến ngày 30 tháng 4, thay vì báo cáo tất cả năm 2022 và 4 tháng đầu năm 2023 như tất cả các chùa khác đồng thời sư thái minh cũng chỉ kê khai số tiền đã nhận được từ bá tánh tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội còn tiền đã thu được dùng cho hoạt động tôn giáo thì ông bảo rằng đây là vấn đề nội bộ của giáo hội phật giáo việt nam được quản lý theo quy định của giáo hội phù hợp với giáo luật của đức phật và pháp luật của nhà nước nên ông không báo cáo báo người việt dẫn báo cáo của sư thái minh theo đó chùa ba vàng đã chi ra hết số tiền công đức dành cho lễ hội đã nhận được là 4,1 tỷ đồng trong khoảng thời gian từ ngày 19 tháng 3 đến ngày 30 tháng 4, tức là nhà chùa không giữ lại một đồng nào. Người Việt cũng nhắc lại loạt phóng sự của báo lao động hồi 4 năm trước, tố cáo chùa Ba Vàng thu hàng trăm tỷ đồng tiền công đức mỗi năm, không kể đến tiền cúng dường thỉnh vong để giải trừ oan gia trái chủ cũng hàng tỷ đồng, theo người Việt sự thích trúc thái minh đã dùng chính quy định của nhà cầm quyền cộng sản việt nam để đối phó lại với các đòi hỏi kiểm soát tài chính đối với chùa ba vàng ông tuy không mất chức trụ trì chùa ba vàng nhưng đã từng bị cách hết tất cả mọi chức vụ trong giáo hội phật giáo việt nam tức giáo hội được nhà nước công nhận thường bị gọi là giáo hội phật giáo quốc doanh hình ảnh toàn cảnh chùa ba vàng tuy nhiên người việt cho hay vào tháng 8 năm 2022, báo chí Việt Nam đưa tin ông Thái Minh trong khi vẫn là trụ trì chùa Ba Vàng lại được cử kiêm nhiệm thêm chức vụ phó trưởng ban trị sự kiêm trưởng ban Phật giáo quốc tế tỉnh Quảng Bình. Rồi ngày 17 tháng 7 năm 2023, trang mạng của chùa Ba Vàng đưa tin ông dẫn đầu một phái đoàn đông đảo của chùa Ba Vàng gồm cả bà Phạm Thị Yến, chủ nhiệm câu lạc bộ Cúc Vàng mà nhiều người hay gọi là Phó trụ trì Chùa Ba Vàng, vào văn phòng 2 của Giáo hội Phật giáo Việt Nam để cúng dường. Người Việt nhận xét điều này cho thấy những tai tiếng 4 năm trước của họ về thỉnh vong, oan gia trái chủ, bị chỉ trích là trái với tinh thần Phật giáo đến nay đã bị chìm xuồng. Cả Đại Đức Thích Trúc Thái Minh và bà Phạm Thị Yến đường hoàng xuất hiện qua các hoạt động của chùa Ba Vàng. Người Việt cho biết thêm, trên trang nhà của chùa này, Tuy không còn thấy những video clip bà Yến thuyết giảng về oan gia trái chủ, nhưng vẫn thấy những câu chuyện chữa khỏi đủ mọi loại bệnh nhờ tham dự các khóa tu tập của chùa. Hiện không biết sau báo cáo của chùa Ba Vàng, mọi việc coi như chấm dứt ở đây hay chỉ mới là khởi đầu của cuộc so găng giữa sự thích trúc Thái Minh với nhà cầm quyền Trung ương thông qua Bộ Tài chính. Người Việt kết luận trong chế độ độc tài đảng trị ở Việt Nam các giáo hội tôn giáo, các hội đoàn xã hội, văn hóa, thể thao đều là những công cụ phục vụ các nhu cầu chính trị của đảng, không nằm trong khuôn khổ theo lệnh của đảng, đều bị trừng trị. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm đê với bản tin Cuộc so găng giữa Chùa Ba Vàng và Bộ Tài chính. Lâm Đồng dần phản đối xây hồ thủy lợi ta huét. Theo thông tin từ BBC ngày 30 tháng 7 cho biết, nhiều người dân thuộc sắc tộc Cơ Ho ở tỉnh Lâm Đồng đang phản đối chính quyền xây dựng dự án hồ thủy lợi Ta Hoét tỉnh Lâm Đồng, hình ảnh BBC đưa tin. Theo đó, BBC dẫn nguồn thông tin từ người dân nơi đây nói rằng vào ngày 18 tháng 4 vừa qua, người dân đã gửi đơn kiến nghị hủy bỏ dự án hồ thủy lợi Ta Hoét đến Thủ tướng Phạm Minh Chính. BBC cho biết vấn đề này đã âm ỉ từ lâu nay nhưng việc giải quyết nó bị một số người dân cho là chưa thỏa đáng. Một người dân ở thôn Karen nói về vụ tranh chấp đất đai với BBC trong điều kiện ẩn danh rằng người dân muốn được bồi thường, định canh một cách xứng đáng như họ đang canh tác. Đa số bà con chủ yếu làm nông nghiệp, mưu sinh nhờ đất đai như trồng lúa, rau quả, hoa màu, nên có người không muốn bán đất để làm hồ ta hoát. Theo tôi thấy thì chưa tới 10% người dân trong tổng số gần 400 hộ dân đồng thuận để chính quyền lấy đất. Chính quyền địa phương nói làm hồ ta hoét có lợi cho người dân để tưới nước, đây là lý do không phù hợp. Nhưng đó là lý do của họ, những người dân ở Liêm Nghĩa, Đức Trọng đâu có thiếu nước. Chính quyền ở đó thì cũng bị lấy đất để làm hồ, dân ở đó thì không phản đối quyết liệt như ở làng Khờ Rèn, nên kết cục là họ bị mất đất. Cũng theo người này thì mâu thuẫn này đã có từ tận năm 2010, nhưng khi đó trưởng thôn làng Khờ Rèn thì rất gắt gao về đất đai. Công ty Hàn Quốc này vào năm 2010 đã mua lại hai ba ngọn núi nhưng chỉ mới ủi, nói là để làm sân golf. Từ năm 2010 đến năm 2017 18 ông trưởng thôn mới lên thì tôi không rõ giữa ông ấy và chính quyền có gì với nhau hay không. Nhưng ông trưởng thôn đã gợi ý dân bán đất đi, nhưng người dân không chịu và chỉ có ông trưởng thôn đó bán đất cho chính quyền thôi. BBC dẫn lời luật sư Trần Đình Dũng, người bảo vệ quyền lợi cho người dân trong vụ tranh chấp đất đai cho biết, dự án hồ chứa nước Ta Hoét thu hồi 27 hecta ruộng lúa nước và gần 200 hecta đất rau màu. Phần thu hồi chính là thung lũng bằng phẳng mà người Khờ Ho ở làng Khờ Rèn mưu sinh bằng trồng trọt lúa và rau màu. Làng Khờ Rèn có lịch sử hình thành khoảng 500 năm, đất này nhiều thế hệ người Khờ Ho mưu sinh hình ảnh bbc thống kê mốc thời gian tranh chấp tại nơi đây hiện tại đơn từ của người dân nơi đây khiếu nại có nội dung yêu cầu địa phương bố trí đất tương tự để tái định canh nhưng chưa được giải quyết đổi đất tái định canh là một chính sách pháp luật chính phủ việt nam thực hiện nhằm bảo đảm cuộc sống cho người dân ở các vùng nông thôn trong đó ưu tiên đối với các sắc tộc ít người để họ tồn tại và phát triển ông cho biết trong khi đó bbc dẫn nguồn truyền thông nhà nước việt nam đưa tin người dân tộc tại thôn bị các thế lực phản động kích động và cho biết dự án sẽ cung cấp nước tưới cho đất nông nghiệp và nước sinh hoạt theo báo lâm đồng một tờ báo thuộc kiểm soát của chính quyền nơi đây thì nói lợi dụng các vấn đề dân tộc tôn giáo đặc biệt là sự nhẹ dạ cả tin và thiếu hiểu biết pháp luật của đồng bào dân tộc thiểu số các thế lực phản động tranh thủ triệt để thực hiện âm mưu chống phá đảng và chính quyền nhà nước việt nam là điều không còn xa lạ bbc cho biết thêm đây không phải là lần đầu tiên có tranh chấp đất đai ở việt nam trên thực tế ở việt nam một quốc gia có phần đông dân số sống bằng nghề nông và vấn đề sở hữu đất đai không được quy định rõ ràng nhiều năm qua đã xảy ra xung đột xung quanh chủ đề đất đai việc phân bổ đất đai mang tính hành chính và Đất thuộc quyền định đoạt của nhà nước, khái niệm sở hữu toàn dân bị chỉ trích là mơ hồ, nhưng giá trị đất lại do thị trường đánh giá, với quỹ đất là tài sản có giới hạn khiến các vấn đề nảy sinh gần như luôn đi vào bế tắc, tính từ vụ biểu tình lớn vì đất đai tại Thái Bình vào năm 1997, bạo loạn Tây Nguyên vào năm 2004, cưỡng chế đất đai tại Văn Giang, Hưng Yên vào năm 2012 tranh chấp đất đai tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội vào năm 2017, chính quyền thường xác định chủ trương chính sách luôn đúng nhưng việc thực hiện ở cấp địa phương có điều bất cập. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm với bản tin Lâm Đồng dân phản đối xây hồ thủy lợi ta hoét. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh youtube và facebook của thời báo chấm để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ, Thời báo, chấm đề.